Tử vi tuổi Mão tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, năm mới Tân Sửu 2021 đang dần gõ cửa và trong thời gian này có rất nhiều mệnh chủ tuổi Mão đang có xu hướng tìm hiểu về vận mệnh của bản thân mình trong năm mới. Từ đó tìm ra các hướng để giải quyết, quyết định mọi việc một cách đúng đắn nhất, biến hung thành cát, đuổi dữ đón lành. Theo các chuyên gia về tử vi số mệnh, tùy vào từng mốc thời gian khác nhau mà mỗi người sẽ có những thời cơ vận may cần nắm bắt, cùng với đó là những vận hạn cần phải được đoán định trước để tìm cách hóa giải, tránh phạm sai lầm đáng tiếc. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ cụ thể về vận trình tình duyên, công danh sự nghiệp cũng như các thông tin liên quan tới bản mệnh tuổi Mão trong tháng 1 năm Tân Sửu 2021 này. Đặc biệt là trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Và ngay bây giờ, kính mời anh chị và các bạn sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên là tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Tức là từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho tới ngày 12 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có quá nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mão. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Mão sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 7 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 18 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 và mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 19 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 2 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 và mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang theo vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đầu tiên là ngày âm lịch ngày 8 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 19 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 20 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 3 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan tới xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn nếu tiến hành vào những ngày này đều sẽ hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành đấu thầu, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp từ số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tổng quan tử vi tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Công việc của người tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch này không được tiến triển như mong đợi. Đây là một tháng đầy khó khăn đối với bạn.
Tưởng rằng thời điểm này bạn gặt hái được thành quả sau những cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng thực tế bạn vẫn phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Thầy Gia Cát khuyên bạn cần kiên định với lập trường của mình, chớ nên nóng nảy mà làm hỏng bao nhiêu công sức cố gắng. Nếu có tranh chấp xảy ra, bạn cần bình tĩnh xem mình đúng hay sai để có cách cư xử cho đúng. Ngoài ra, các gia chủ tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh. Có sức khỏe mới mong có được công việc hanh thông. Kết hợp với việc mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác hay vận hợi Mão Mùi, vật phẩm sẽ giúp gia chủ hóa giải được những vận cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ hai là về mặt tài lộc. Tình hình công việc không được tốt, cho nên trong tháng 1 âm lịch, tài lộc của người tuổi Mão rất ảm đạm, tiền ra không đủ chi tiêu. Trước khi nghĩ tới chuyện làm giàu, bạn cần quản lý chặt chẽ số tiền của mình đang có, tránh đưa ra những quyết định vội vàng dẫn tới tiền mất tật mang, hối tiếc về sau. Thời điểm này, bạn cũng sẽ mất một khoản tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa một phần. Cần chú ý chi tiêu hợp lý, không nên lãng phí vào những vấn đề không cần thiết, đừng chạy theo phù phiếm, xa hoa. Ngoài ra, bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, căn cứ vào thực tế, chớ nên đua đòi theo người khác, viển vông mơ mộng, tự gây áp lực cho chính mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, tăng thêm tài lộc, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba là về mặt tình duyên. Phương diện tình cảm của người tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch cũng khá ảm đạm. Những người đã có gia đình, hai bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn, xung đột liên tục. Tính tình bạn nóng nảy sẽ khiến chuyện bé xé ra to, căng thẳng cực độ. Dù có bực tức như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng nên kiềm chế sự tức giận, chú ý tới ngôn từ của mình. Hãy dành cho đôi bên khoảng thời gian cần thiết để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục thảo luận vấn đề. Mối quan hệ giữa bạn và con cái cũng không được tốt, khoảng cách và suy nghĩ của các thế hệ không giống nhau. Việc bạn cần làm là lắng nghe mong muốn của con cái, chứ không phải áp đặt suy nghĩ của mình bắt con phải thực hiện theo. Để chuyện tình cảm diễn ra như mong muốn, các mâu thuẫn được giải quyết và gia đình êm ấm, thì các gia chủ tuổi Mão hãy mang theo bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của phong thủy lộc tài đã được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quỷ nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Những gia chủ tuổi Mão sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 1 âm lịch này, nhưng bạn cần phải tránh xa rượu bia và thuốc lá. Năm nay, sự giao tiếp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt tới đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy mà tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Mão hãy mang theo bên mình vòng tam giác khai vận của kinh phong thủy lộc tài đã được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quỷ nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tử vi tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch. Đầu tiên là tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Quý âm thủy gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Quý Mão trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bạn cần giữ bình tĩnh, đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt, từ đó giúp công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai là tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Ất âm mộc gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có.
Ngoài ra về sức khỏe, tuổi Ất Mão nên chú ý tới các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Ất Mão nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba là tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Tính cách của người tuổi Đinh Mão có phần hướng nội, trầm tĩnh và ít nói. Họ khá bị động trong chuyện đối nhân xử thế, không quá nhiệt tình, cũng không có nhiều bạn bè thân thiết, các mối quan hệ xã hội khá lạnh nhạt. Tử vi tuổi Đinh Mão trong tháng 1 âm lịch cho thấy rằng Đinh âm hỏa gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Cho nên trong tháng 1 âm lịch, tuổi Đinh Mão cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng tới công việc. Để hóa giải vận đen, các gia chủ tuổi Đinh Mão nên sử dụng pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo đã được khai quang chi chú. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư là tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999. Kỷ âm thổ gặp canh dương kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá cốt lành cho các gia chủ tuổi Kỷ Mão, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có được tài lộc. Sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tháng này rất có lợi cho công việc học tập của gia chủ, vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận hợi Mão Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân khí, từ đó giúp bạn xua đuổi hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ghen ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cắt lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Mão. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề tránh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của gia chủ tuổi Mão trong tháng 1 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.